xin một xí. Chụp nghe. Em hiểu vậy chị. Ủa chị bà nói sao bà đứng đây? Trời ơi, làm cái điện thoại. Xin chào các bạn, mình là Chuột. Mình là Gấu. Khi sang Nhật thì mình có rất nhiều cái lần đầu tiên. Và hôm nay chúng ta lần đầu tiên sẽ làm con dấu trên máy bán hàng tự động. Đi thôi. Bây giờ chúng ta đã đến với máy bán hàng tự động. Đây chính là những loại con dấu có giá từ 500 yên đến 1,5 triệu. Và chúng ta lần đầu tiên làm cái máy nên sẽ làm những cái rẻ nhất. Tại vì có rất là nhiều sai sót. Đây là list những cái loại hân cô mà nó có sẵn. Mình có thể vô đây coi cũng được. Đây là hai loại mà mình định chọn. Thì bạn Chuột thì bạn chọn cái màu đen. Stato. Đang cứ nhấn loca rồi qua thôi. Cái đầu tiên này là dành cho dấu xác nhận cá nhân, chỉ dài được khoảng tới 4 chữ. Cái này cũng xác nhận cá nhân khoảng 2 chữ, viết theo 2 hàng. Cái này thì có thể dùng làm dấu ngân hàng, viết từ phải sang trái. Còn cái loại này thì viết được cả tiếng Anh rồi chữ cứng. Sẽ có từ 1 hàng cho đến 2 hàng. Cái này thì tự mình có thể viết tay và nó sẽ in thành con dấu cho mình. Còn này thì nó có thể viết bằng hình hoặc là chữ gì đó tùy thích. Còn cái này sẽ làm nền màu và chữ trắng. Cái này thì là chữ trắng cũng là màu nhưng mà viết theo hàng ngang. Ok, bây giờ chúng ta sẽ chọn cái nào đây? Hay là viết tay đi, viết tay có thể dùng. Chữ xấu lâm nhục thì xóa để lại được mà. Vậy thôi mình sẽ làm dấu cá nhân. Thì cái này nó sẽ tốn từ 10 đến 20 phút. Nếu mà hiểu thì chúng ta nhấn ở trên, còn không thì nó sẽ cancel và chúng ta nhấn cái nút ở dưới. Ok. À cái chữ này được không? Về chọn trên hay dưới đây? Mình thì thích ở trên. Ok. Đồ chùa thì chọn đại đi. Nét mỏng đi. Mỏng nhất đi. Này là vừa rồi. Bây giờ mình sẽ chọn chất liệu. Màu đen hay là màu trắng? Màu đen đi. Ok. Tại vì hôm nay mình mặc áo màu đen. Ok bạn. Nó hỏi là có muốn mua luôn kê sự không, nhưng mà nãy mình coi thì hết kê rồi cho nên mình sẽ không mua. Hết kinh phí rồi. Giờ là tiết mục quan trọng. Hết kinh phí rồi, nếu mà các bạn có điều kiện hãy tài trợ kinh phí để mình thực hiện thêm nhiều clip nữa. Giờ tiết mục quan trọng nhất là sếp bỏ tiền vô sếp ơi. Tiếp theo là khi bỏ tiền đâu? Bỏ tiền đâu? Rất là quan trọng, đó chính là bỏ tiền vô. Bỏ tiền vô khi? Đây. Khe đâu? Đây chính là chúng ta có hai khe, khe trên và khe dưới. Ở đây là chúng ta sẽ bỏ vào tiền giấy có mệnh giá từ 1 cent trở lên. Và đây là... Cái đâu cha? Đây là sẽ bỏ tiền đồng 500 yên. Ơ mất rồi. Đúng rồi, cái gì sao ấy. Và sau khi đã mất tiền thì chúng ta sẽ đợi. Đây chính là Thanh thể hiện trạng thái nó đang thực hiện in con dấu cho mình. Trong thời gian chờ đợi thì chúng ta sẽ xem những cái bước mà nó thực hiện, nó hiển thị trên màn hình. Đầu tiên đó chính là cái chủng loại, tiếp theo là chúng ta sẽ chọn nhập tên vào, tiếp theo là cái kiểu chữ và vị trí, tiếp theo là những cái thao tác mà mình muốn chỉnh sửa này nọ, tiếp theo đó chính là chọn sản phẩm. Và sau khi bỏ tiền thì chúng ta sẽ chờ để nó khắc. Đây chính là thời gian để nó khắc. Có những cái mà nó đỏ đó là nó chưa có khắc xong. Nhưng mà dần dần là nó đang khắc từ từ qua. Và cuối cùng đó chính là hoàn thành, nhưng mà phải chờ tới 8 phút. Rồi, đây chính là máy gấp cú, một món đồ chơi rất là ưa chuộng tại Nhật. Trong thời gian chờ đợi thì nó làm hân cô, thì nó thiết kế cái bên để chúng ta có thể giải trí. Và hôm nay Chuột sẽ gấp thử cho tất cả các bạn xem. Đầu tiên thì mình sẽ bỏ 100 yên vào khe này và chúng ta sẽ di chuyển.
đặc biệt đó là chúng ta chỉ được nhận một lần thôi. Và mình đã thành công. Oh man, không có tin được. Và chụp thành công. Yeah. Oh, người đâu may mắn hôm nay. Rồi sao có thể như vậy được. Wow, bây trời. Giờ sau khi chờ đợi 8 tháng 10 ngày thì nó cũng chuẩn bị thành công. Một chút xíu nữa thôi chúng ta sẽ xem kết quả nó như thế nào. Sau khi chờ đợi mỗi mồn mồn mỗi mồi con mắt thì chúng ta đã hoàn thành. Và để xem chữ nó như thế nào thì về nhà chúng ta sẽ ảnh hưởng nhé.